Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phát huy vai trò của các nữ tu sĩ tôn giáo tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong thời gian qua, đồng bào các tôn giáo tỉnh luôn kề vai sát cánh cùng Đảng và chính quyền tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện nhân đạo. Về hoạt động giáo dục mầm non, hiện toàn tỉnh có 18 trường cơ sở giáo dục mầm non do tôn giáo thành lập. Chất lượng các trường mầm non tư thục do tôn giáo thành lập ngày càng được nâng cao và được phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn gia đình các hộ nghèo, trẻ khuyết tật được hầu hết các trường tiếp nhận và miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn và các chi phí học tập khác. Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe từ thiện cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở khám chữa bệnh từ thiện do các tôn giáo thành lập được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Đối với hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề, hiện trên địa bàn tỉnh có 25 cơ sở trợ giúp xã hội và 3 cơ sở dạy nghề được cấp phép hoạt động. Tất cả các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo đều tham gia công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người khuyết tật, người cao tuổi và dạy nghề. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc mừng và dành những bó hoa tươi thắm gửi tặng các nữ tu sĩ nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.